Về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Bệnh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Dạ bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có việc gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm. Thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Gớm xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có workout thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng 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 lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi, tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi. Đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bả tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À nói chung là em sorry, sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó, với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cũng ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mà cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mày là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em đúng không? Mà chị vừa lùng vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe. Cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi mới cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy á. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Gươm, chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Gươm con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm, thấy không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ.
được dạng thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, cái bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng bỏ là đúng rồi. Trời đất ơi mày, mày về này sao? Nó lén người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào ào mặt ta, người ta chửi sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mà nhỏ con mặt khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À dạ. Yeah. Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á, nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Có lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu như nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy, bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba, một lần nữa thân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, không biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái hơi di chúc. Đó. Ui dồi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chằng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu, vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị. Chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển,
Tôi với chị lý sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô không có hoài vậy bác? Dạ em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần mục kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà $1,000,000 đấy? Ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Đọc tiếp đi con. Đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp bội. Ừ. Thứ ba. Tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho đứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng ta tiếng chị về đây, chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ đấy, thấy chưa ông anh, nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mỗi ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị, làm sao mà tôi lãnh được $1,000,000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi, tại bút. Ông với con Hải Đường, ba nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cái gì? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng di chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Gớm mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ui eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn ấy, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Chị nói chị thân với lại vợ tôi sao? Lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Không nhầm,
em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, nãy giờ con qua đây mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca. Con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Em ôi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm bà. Bà, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Ôi trời ơi. Được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? À, thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Ờ, thế thôi ngày mai đi. Thế tôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Nhưng mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ừ. Ôi, con bé thì nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng không vậy? Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn ấy. Con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập ấy thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu con nhá. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi về. Ôi chết ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. À, nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? À, không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nhá. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nhá. Chào con. Trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đê hàng tổng. Đấy, mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Ừ, cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? À, nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng. Yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo hết rồi. Ô, thế người nào design cho con đấy? Cao Văn Hiệp. Ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nhá, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ gì sai cô. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả cho người đừng lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý này. Sao? Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác về. Ôi dồi ôi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi dồi ôi, em rước về.
Eo ôi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi? Eo ôi, trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu, người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy? Ôi trời ơi, eo ôi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào giờ con về ở nhà rồi? Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui, ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Ui dồi ôi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉ ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao, vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây, nhanh nhanh. Cái gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai? Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình như này, ông Obama này mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ấy, ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh.
anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhá. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhỏ nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn buffet với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết à, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói á, mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này, thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nhá. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ: hải, 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 đường, đường, đường. Mẹ thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Trời đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con cùng chéo gì gớm? Dạ không có ông anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén, hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới, đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy, thấy chưa, mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ nẹo thế thôi chứ, nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui giời. Tỏ tình đấy, tỏ thiên tình. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là
hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Ê. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút chút cháu ấm bồng, tôi thèm cháu ấm bồng. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi, là con nào? Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. God. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên, nó giống cha, giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Này. Mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại BD mới đau. Ôi trời ơi, ôi trời ơi là trời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết rồi nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh dáng để đó tôi. Thôi nha, cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, để đây. Đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ con ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy bác? Làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Nhiều khi đứng ở đây hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Không được đâu bác ơi. Cái đấy không làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à. Kêu công là sao má? Ôi, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à. Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi, rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không
Không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, nói giỡn nha, mai tao cạo râu mày. Ôi giời ơi, mẹ bảo cho con biết, thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới, đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt bê đê hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con thử hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà, mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời, ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào? Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng bê đê nhá. Cái gì? Mày. Trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow.
gì? Gì vậy nữa? Trời ơi! Lên nữa hả? Sao cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ? Ôi trời ơi ông anh ơi! Nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi, tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi Bạc đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì Bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái. Mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác, bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không dù? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu. Mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết, con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này. Ngày mai á, con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc. Người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm, ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bóng với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng mà cũng làm ra nhiều tiền ấy. Này. Dày. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm đàn ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu. Tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Chị Lý Sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cũng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, tôi như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà thấy nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng lắm cái gì cho nó già người ta. Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường. Coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Ủa?
Ê, ê, anh ơi, anh, ê. Trời ơi, em làm cái gì mà tay em hôi hành quá vậy? Trời ơi, thì mới nấu bếp xong mới rửa tay sạch sẽ nè. Đi vô rửa tay đi. Anh làm gì mà anh chăm chú vô cuốn sách gì cho em coi coi. Đưa đây cho em coi. Đâu có gì đâu. Hả? Cuốn sách này để dành riêng cho đàn ông coi mà em coi làm cái gì cái trời cuốn ơi, sách này mà. Có cuốn sách dành riêng cho đàn ông mà chăm chú vậy tôi biết rồi. Hình đàn bà không mặc quần áo phải không? Ờ không đây. không phải hình đàn bà. Cái hình gì? Hình đàn ông. Trời đất. Ờ không sao. Trời em làm anh lộn xộn em không trời biết ơi. Nói cái gì. Thì cái sách này á là đàn bà với đàn ông chụp chung. Mày mối anh cho em coi. Thôi đưa đây cho em coi đã. Nói cái này không có coi được. Anh bây giờ anh có nhiều cái hành vi kỳ cục lắm nha. Em mới thiệt sáng nè anh nói anh lên hãng nè anh họp quan trọng sao giờ này anh chưa đi. Bây giờ mới có 7 giờ sáng à em ơi. 7 giờ hồi nào trời chưa trời cho chật 11, 12 giờ trưa rồi. Thôi chết rồi cái đồng hồ anh nó chết. Nó chết nghĩa là không có chạy được rồi. Thôi bây giờ em vô anh lấy áo đi anh. Lấy đi. Gì anh kỳ cục lắm á nha. Mai mốt về anh cho em coi. Ờ nhớ đó ừ. Anh sao đâu á. Trời ơi đúng là đàn bà thiệt tình là cái gì cũng tò mò à. Nói hoài khi nào cũng tò mò hết trơn á. Nè cái áo được không? Được đó rồi. Cái... thôi giờ anh đi nha. Nhớ ngày chiều cuốn sách đó là tôi nghi lắm á. Đừng em làm cái gì mà hôm nay em mặc đồ đẹp dữ vậy. Thì anh đi lên hãng em cũng đi công chuyện chứ bộ. Ừ thôi đi rồi lát nữa ráng đóng cửa nha. Giờ anh rồi. Đi á ừ. Ê trời ơi chồng con cái nói đi là đi vậy đó hả? Chứ gì nữa nè quỷ sứ gì đâu không. Chồng tôi kỳ ghê nha, đưa má quánh vô đây à. Mới vậy toàn là chọt chẹt hoài tới giờ chưa có đứa con nào hết trơn á. Thiệt tình vậy đó à. Mà cái ông này sẽ kỳ cục, bây giờ hành vi kỳ cục chị lắm. Chị Ngọc ơi, trời đất ơi tôi gặp chị tôi mừng quá chị Ngọc. Trời đất ơi tôi thiệt cái chị nha. Gì vậy? Mời chị ngồi. Trời ơi nhà tôi mà anh mời là sao? Thì chị không mời tôi mời cũng vậy hả? Ngồi đi. Cái chuyện gì? Ơi, tôi nói chị nghe nè. À. Nguyên một đêm ngày hôm qua chị. À. Tôi tức tới nỗi tôi ngủ không được á chị. Sao vậy? Ờ. Sao ngủ không được? Chứ sao? Ăn bậy ăn bạ Tào Tháo được phải không? Phải. Như Tào Tháo còn hơn Tào Tháo chị. Cái chuyện gì? Thì có tôi vậy nè chị. À. Mà người ta nói tôi bà tám. Chắc tại nhiều chuyện quá chứ gì? Đó. Chị cũng nói vậy được à? Tôi nói chị nghe số là gì? À. Chị biết vợ chồng linh kèn không? Biết chứ trời, hai vợ chồng hạnh phúc lắm á, dễ thương lắm á. Ờ, hai chồng dễ thương lắm. À. Vậy mà từ rồi chị biết không? À. Tôi đi ăn vô nhà hàng. À. Tôi vô nhà hàng tôi thấy anh đi ăn với cô nhỏ nào chị? Hả? Cái gì? Sao? Đang nhỏ nào, nhỏ sao nhỏ chà giờ hai trẻ mà nhỏ sao nó nói gì mà bà ăn cái gì mà ăn món gì mà nói xong nói luôn. Đó, vậy mà bà tám nè. Mà tám chuyện đó, trời, tôi nóng quá, tôi hỏi, nóng dùm chuyện người ta tôi hỏi. Nóng cái gì? Chị phải bình tĩnh nghe tôi nói nè. Tôi nói chị nghe. Tôi thấy anh đi ăn cái nhỏ nào á. Phải không? Mà hai người hình như nhìn nhau bằng cặp mắt kỳ lắm. Rồi thôi đúng rồi. Không giống như là cặp mắt tôi nhìn chị. Rồi sao nữa? Rồi xong rồi hai người nói chuyện với nhau. Nói chuyện. Cái tôi thấy anh tự nhiên anh vuốt tóc con nhỏ chị. Vuốt tóc con nhỏ. Rồi con nhỏ tự nhiên nắm tay anh bóp như này. Trời ơi, đúng rồi. Thôi đúng rồi. Rồi sao đó, nữa? Xong rồi chị biết sao không? Tôi thương ảnh. Tôi thương cái vợ Linh nữa. Chuyện gì ông? Vợ anh ta ông thương coi chừng ôm đầu máu à. Không phải, tôi thương tình bạn. Rồi sao tôi nữa? Tôi mới suy nghĩ coi. Tôi sợ tôi nói thì tôi nhiều chuyện. Mà tôi không nói thì tôi ngứa. Bởi vậy tôi mới về tôi suy nghĩ chị. Rồi. Tôi mới gọi cho vợ anh. Trời ơi, anh kể cái vụ đi ăn với con bồ cho vợ anh Linh nghe. Không phải, tôi nói khéo lắm. Nói sao? Tôi nói sao? Khéo lắm. Tôi suy nghĩ trước cái điện thoại 5 phút đồng hồ. Rồi. Tôi bắt điện thoại tôi gọi. Rồi nói anh sao? Tôi nói nhẹ nhàng lắm chị. Vừa phải đừng có làm. Tôi nói chị Linh nè. Tôi thương vợ chồng anh chị lắm. Tôi nói cái này chị đừng có ghen nha. Rồi tiếp tục. Đó, tôi nói vậy thôi, tôi nói nhẹ thôi. À. Tôi nói tôi thấy anh đi với con nhỏ nào đó. Rồi anh vuốt tóc con nhỏ. Rồi nhỏ bóp tay anh. Đôi mắt rưng nhìn nhau. Cha rồi chị Linh chính làm sao? Chị nói cảm ơn anh nha. Bụp liền cái. Chết rồi trời ơi, trái nhà anh ơi ghê trái quá. Trái nhà nói vậy thôi mà ghen á. Sao buổi tối ba gọi ba chửi tôi. Hả? Ba gọi ba chửi tôi đã, hoặc ông gọi ba chửi tôi. Trời ơi, vợ chồng gì vô lý vậy? Người ta giúp cho để ngăn cản ba cái vụ bồ bịch đó. Mà tự nhiên chửi là sao? Kỳ cục quá, hai chồng kỳ cục quá hả? Thì bởi vậy. Mà tại sao chửi? Chửi tôi nói tôi nhiều chuyện. Nói là ảnh không phải đi ăn với nhỏ nào hết á. Đó là nhỏ em gái của anh ở tiểu bang khác qua thăm ảnh. Đó, bậy thấy không? Cha Linh dây sao vậy? Bởi tôi nói mấy thằng cha đàn ông mà có bồ nha. Nói láo dễ sợ. Tôi hỏi nè, em gái ngồi ăn với em gái tại sao lại vuốt tóc, rồi nắm tay, rồi mắt rưng, thấy không? Làm sao vậy được chứ? Không phải. Sao? Tại phần vuốt tóc với nắm tay, tôi nói thêm. Ôi anh kỳ lắm chị ơi, mà kể chuyện cho người ta nghe phải thêm mắm thêm muối. Chú Phước ơi, trời ơi, trời ơi, chết đó, trời, phá gia ca người ta vậy là chết, đừng có thêm bậy thêm bạ nữa. Tôi nói được rồi, tôi khỏe quá. Tôi xin phép chị, tôi về tôi ngủ tiếp nha. Rồi đi. Trời ơi, tôi mệt quá. Nói vậy đó, không nói tôi ngứa miệng. Ủa, quên nữa, trời ơi, cái chuyện tránh mà tôi quên nữa. Chuyện gì nữa? Rồi, tôi mới tìm chị ông thầy bói. Hả? Gì vậy? Có thầy bói hả? Thầy bói ở gần nhà mình không? Hay thầy nào vậy? Coi chỉ tay hay là coi bói bài hay coi gì? Trời ơi, tôi mừng lắm nha, tôi đang cần thầy bói. Thầy bói tôi quá. Thấy không?
Bởi vì mấy nghe mấy bà mà nghe tới thầy bói giống như là mèo thấy mỡ. Thôi tụi ta có chuyện bực mình đang có khúc mắc ở trong đầu đây nè. Trời đất ơi chị ơi, cái ông này ông coi hay quá chừng trời chị ơi. Vậy hả? Ông coi vô cùng hay. Vậy hả? Anh coi chừng mà anh biết. Trời đất ơi, tôi coi rồi tôi mới nói. Trời vậy hả? Coi sao? Coi tôi không bao giờ nhiều chuyện hết á. Rồi tôi sao? Thấy chính mắt tôi mới nói. Vậy hả? Tôi đi coi rồi chị. Ừ. Chị biết không? Tháng trước tôi bị mất cái bóp. Tôi tìm hoài không ra. Rồi tôi mới tới tìm ổng. Rồi tìm ông thầy bói. Ổng hỏi tôi một câu như vậy thôi mà ổng đoán được. Sao nói đi. Ông nói cho con ơi. Lần cuối cùng con gặp cái bóp ở đâu? Tôi nói vậy thôi, ông nói liền. Dạ thưa thầy, lần cuối cùng gặp cái bóp ở nhà. Ông nói rồi, cái bóp con mất trong nhà. Hay quá. Trời ơi mày. Hay quá. Thầy bói là tâm lý rồi, hay quá. Tâm lý. Còn nghĩ nữa. Rồi tôi hỏi thầy ơi, con tìm hoài không ra. Nhờ thầy tìm giùm con. Ông hỏi một câu thôi, ông biết liền. Nói dạ thưa thầy, con tìm hết ở trong nhà rồi. Rồi. Chỉ còn cái toilet con chưa tìm. Trong toilet là chưa tìm. Ông nói bây giờ con về nhà tìm trong toilet. Rồi anh sao? Tôi vô toilet thấy ở dưới toilet. Trời đất ơi, ông còn quá hay chị ơi. Hay quá. Trời hay quá, nhưng mà nó nghe nè, sau khi tìm cái bóp rồi đó, còn tiền trong đó không? Không. Trời ơi. Vậy thôi tìm bóp làm chi? Không phải, tại tôi nhờ ông tìm cái bóp mà quên nói tìm tiền. Ủa vậy hả? Tôi tức quá chị. Tự nhiên cái bóp trong nhà có mình tôi nhớ bộ tôi à. Rồi tự nhiên mất à. Cái tôi mới hỏi ông vậy, và thầy có biết ai lấy không? Rồi ông nói sao? Cái ông hỏi như vậy thôi là ông biết người lấy nè. Ông hay hỏi quá ha. Ông nói dạ thưa thầy, bữa đó là ở nhà con chỉ có nhớ bộ con thôi. Và sau bữa đó nó mất tiêu luôn. Tức là sau cái bữa mất tiền nó biến mất. Ông nói rồi, con nhớ bộ con lấy. Hay quá. Ngày chốc mấy bữa sau tôi kiếm mày không ra. Trời, hay quá thôi. Hay quá, tôi nói anh nghe nè, anh quen cẩn thận, người đàng hoàng, quen đừng quen bậy bạ, trời ơi chết á. Ai biết được nè. Hay quá, tôi nói anh nghe nè. Nhưng mà cái ông này tôi chị nha. Ông ở đâu vậy? Ông ở vùng này không? Thầy bói tôi coi hết mà sao tôi nghe lạ quá. Ông không phải cái vùng này. Ông Bình Miên á. Bình Miên. Lâu ông tới qua đây chơi thôi à. Bình Miên là coi hay lắm, nghe bùa phép dữ lắm á. Ông là đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử đó. Đệ tử chân truyền của Cốc Tử. Ông tên gì? Người ta Quỷ Cốc Tử, ông Quỷ Kiếm Sầu. Trời, nghe cái tên này lạ quá. Lạ lắm, trời, hay chưa lắm bao giờ. Chú nói nghe nè. Bây giờ vậy hãy giúp tôi đi, tôi đang có chuyện bực mình lắm. Hay không, hãy lấy hẹn coi giùm tôi được không? Rồi tôi hẹn chị rồi. Dạ hả? Biết bạn mê coi bó, tôi hẹn tuần sau gặp chị á. Bậy, trời ơi, tuần sau tôi chết, tôi đang bực mình lắm. Có chuyện hả? Có chuyện gia đình bực mình, kêu liền tới giờ giải quyết liền. Dạ hả? Tôi thích làm rẹt rẹt vậy đó. Bà phải bực bực liền hả? Để tôi gọi bà nhà để thử đó nha. Ráng. Ông này ông cũng nể tôi lắm á. Rồi ráng. Hello. Dạ thầy, dạ. Con dạ thưa thầy. Dạ con là Phước cây xăng à thầy. Dạ không, con phải chủ cây xăng, con bán cây xăng. Dạ thưa thầy, có bà này muốn nhờ thầy coi được không thầy? Dạ ngày mai á thầy. Ngày mai? Ngày hôm nay. Dạ không được thầy, bà nóng lòng lắm thầy. Tại vì bà này bà tuổi dần, bà nóng tánh lắm. Dạ muốn coi liền ngày hôm nay. Dạ bà này bà còn trẻ. Dạ bà mới có chồng lâu rồi mà chưa có con. Dạ chồng bà lớn bà 3 tuổi. Dạ. Gì vậy? Ủa, tự nhiên nói à? Dạ, không có nha thầy. Dạ, thầy tới liền hả thầy? Dạ. Tới liền không? Nhà chị đâu? Hả? Địa chỉ. Nhà tôi hả? Số 17 Philippe Mignon. Con về bà bò hả? Hả? Dạ, bà số 17 Philippe Mignon. Dạ, thầy tới liền hả thầy? Dạ, cẩn thận. Đúng không, trời ơi. Bà hờn quá. Được rồi. Hờn quá, tôi nói anh Phước nghe nha. Trời, tôi nói con người tôi tin ở cái số dễ sợ lắm. Tôi tin kinh khủng vậy đó. Tôi có một nhỏ bạn nha. Tên ấy nó thích lấy chồng bác sĩ lắm. Nó cặp toàn là bác sĩ. Nó cặp cha bác sĩ tim nè, cha bác sĩ phổi nè, cha bác sĩ phật mề nè, cha bác sĩ lòng nè. Trời ơi. Hả? Chị kể lộ bác sĩ nghe thèm phá lấu à. Không, lòng là bác sĩ ruột đó. Trời, nó chỉ là bên cơ quan bên trong đó. Gọi là bác sĩ nội tạng. Nội tạng đó. Vậy mà cuối cùng nó không lấy được bác sĩ. Chết không, tội nghiệp không? Trời ơi. Mơ lấy bác sĩ không lấy bác sĩ, vậy lấy ai vậy? Tỷ phú. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên nó thấy cha tỷ phú đẹp trai mà giàu mà độc thân, trời ơi, nó bỏ anh bác sĩ lấy tỷ phú, có phải là cái số không? Đúng là cái số mà chị ơi. Bởi vậy tôi nói cái số hết rồi. Bây giờ chị lo sửa soạn nha. Rồi tôi sửa xong. Tôi đặt đoán ông này khó lắm. Ông kiếm nhà mà không ra là ông đi về đó. Ông gần dữ vậy? Không, ông bay không mà. Vậy hả? Ông Quỷ Kiếm Sầu mà. Trời ơi. Trời ơi, ráng đùng con. Dạ. Tức ông. Ông vô, tới rồi. Dạ, mời thầy vô. Cái thì cái hạt. Dạ, cái thì cái hạt. Thôi thì thôi. Cái hạt tôi không đẻ. Cái hạt tôi không đẻ. Thôi cái gì vậy? Trời ơi, nãy nghe cái gì mà cay đẻ, cay làm sao đẻ được? Nói gì vậy? Cái ông này, ông bên Miên, ông nói tiếng Lào. Hả? Ông nói là tướng bà đẹp lắm. Nhưng mà đừng có đẻ nhiều. Đẻ nhiều xấu. Thank you.
Dạ. Nói nghe nè. Gì? À, nhưng mà ông có biết tiếng Việt, chứ tiếng Biên, tiếng Lào sao tôi biết tôi hỏi được. Trời ơi, em chọc ông đi, ông chửi cho nghe. Ồ dạ, dạ. Ông không thành tiếng Việt lắm. Ồ, để tôi chào nha. Dạ, chào thầy. Nói nghe nè. Gì? Bộ cha đuôi sao đây mắt kiến đen từ lười vậy? Không. Ê! Bậy! Bậy bà. Dạ. Đeo cho nó có vẻ huyền bí thôi chứ đuôi mẹ gì. Đừng nói bậy. Dạ, dạ. Đừng nói bậy. Dạ, dạ, bậy, dạ. Dạ, xin giới thiệu với bà. Dạ. Đây, dạ. Chim tinh gia, quỷ râu xanh. Không phải, phải. Quỷ kiếm sầu lộn. Dạ, dạ, dạ. Dạ, mời thầy. Dạ, mời thầy vô. Dạ, thầy, dạ, dạ, mời thầy. Dạ, mời thầy ngồi. Dạ, mời thầy ngồi. Dạ, 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 dạ thầy. À, nghe nói chắc thầy không phải người dùng này phải không thầy? Tại vì thầy bói để em quen hết mà sao thầy thấy mặt thấy lạ quá à thầy? À, tôi là người Campuchia. Dạ, dạ, biết người rồi. Người Việt gốc cây. Hả? À, không biết, không biết. À, không biết, dạ, dạ. Dạ, nghe anh Phước anh nói thầy coi đúng dữ lắm, coi đúng 100% luôn phải không thầy? À, không phải tôi coi đúng. Dạ. Nhưng mà từ cái bộ bài nó nói đúng thôi. À, vậy hả? Ôi, dạ. Có bù phép ghê gớm lắm. Bù phép ghê gớm lắm. À, thế ông bà có bao giờ thấy cái bộ bài này chưa? Dạ chưa, trời bài em rành lắm, coi như xì phé xì dách cách tê sập sắm. Bài cao em rành lắm mà cái bài này sao chưa biết thầy? À, đây là bộ bài Tarot. Oh. Người ta mới tìm thấy trong kim tự tháp ở Ai Cập. Dạ. Bên cạnh dòng sông Nin đó. Em dạ. Biết rồi, cái sông Nin nó cạnh sông Sen á. Dạ, sông Sen bên cạnh dòng sông Hương á. Quê, quê. Dạ. Dạ. À, thế hai người có đọc lịch sử về Ai Cập không? Dạ giờ đâu đọc thầy. Thế thì lại còn càng không biết nữa. Dạ dạ. Vua Pharaoh của Ai Cập trước khi chết thì triều đình có định chôn theo 300 cung nữ để xuống dưới suối vàng hầu hạ vua. Trời ơi, vua nào sướng vậy trời. Này. Ông chịu không thầy? Không. Trời ơi. Vua không chịu, vua chỉ xin chôn theo cái bộ bài này xuống dưới tuyền đài để coi bói cho những người bên kia thế giới thôi. Vậy à. Em biết ông vua này vua gì rồi. Vua gì vậy? Cung nữ mà không chịu là vua bóng rồi. Ê, thôi. Nói bậy bạ mà em thắc mắc vậy. Tự nhiên sao chết hết số rồi còn coi bói chi nữa mà chứ ông bài chi vậy thầy? Phải không, phải không anh Phước? Đúng, 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 đúng. Thôi bà tập trung đi để tôi coi cho bà nha. Dạ, dạ, tập trung đi. Dạ. Ông nhập nó, ông vô đó, ông vô đó. Trời quá linh thiêng, bù phép quá linh thiêng. Quá vậy. Đó. Đừng trúng kia kỳ lắm thầy. Bù phép không bao nhiêu. Mà thấy ghê không? Đó. À, rồi. Cái gì vậy? Ghê quá, ghê quá chú Phước ơi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Xin lấy số thứ tự. Trời đất ơi. Ủa sao kỳ vậy? Thôi trời, nó nghe anh Phước ơi. Sao? Bây giờ rước tới rồi để một mình tôi coi chú coi làm chi rồi vô rồi lạc quẻ làm sao? Tôi đâu coi đâu, mình chỉ coi mà. Chứ lấy số thứ tự làm chi? Ai biết. Thầy. Dạ có người coi lấy số thứ tự làm chi thầy? Dạ. Bố tôi mà muốn gặp tôi cũng phải lấy số thứ tự. Đợi. Gì? Không có tật. Mà có tật thì có tài. Ủa vậy hả? Giờ phải lấy phải không? Dạ lấy, dạ lấy số thứ tự. Tôi số 1. Hay quá, hai người bà số 2. Tôi số 1, dạ, 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 có số rồi thầy. Dạ. Số 1. Dạ, dạ đây thầy. À, dạ thầy ơi, à, em nói thầy nghe nè. Bây giờ đặt tiền quẻ trước hay là coi xong rồi mới trả tiền hả thầy? À, cái chỗ quen biết với chú Phước à? Thôi để tôi coi cho bà xong, nếu tôi coi trúng thì bà trả tiền cho tôi. Ờ vậy hả thầy? Dạ, bao nhiêu hả thầy? À, nếu tôi coi trúng thì 300. 300? Trời ơi, vậy còn nếu coi sai sao thầy? Coi sai tôi bớt cho bà 10 đồng. À, nhưng mà bà không thể nào hỏi câu sai với tôi được. Với dạ. Thầy nào thì được, nhưng với tôi xin bà miễn cho. Dạ dạ, vậy hả thầy? À, thầy em nói thầy nghe nè. Bị chuyện này chuyện cũng chuyện gia đình riêng tư á thầy. Cho nên em nói với thầy rồi thầy giải quyết giùm em. Đừng nói cho ai biết, em không thích ai biết hết nghe thầy nghe. Dạ đúng rồi thầy, chuyện riêng tư thầy đừng nói ai nghe hết. Dạ dạ. Tức là bà không muốn cho người khác nghe chuyện riêng tư. Dạ không, đừng cho ai nghe hết nghe nữa. Nó nhiều chuyện lắm, chị em với thầy thôi hả thầy ha. Dạ bà không muốn người thứ ba biết đâu. Dạ. Thế anh người thứ mấy? Dạ em người thứ ba. Ủa? Mấy người thứ ba? 1, 2, 3. Vậy ai nói tôi gì chuyện nữa tôi chửi á. Bây giờ xin phép thầy vô, em vô thầy. Ờ vô bếp là lo làm tôi nước cho thầy đi nha. Dạ. Thầy. Thầy nói nhỏ. Cái tật em nghe hay kể. Vô lo nước giùm đi. Dạ dạ. Cái gì vậy thầy? Ba tuổi dân. Trời đất ơi. Thầy hay quá vậy thầy. Trời làm như là có ai nói cho thầy biết rồi đó. Dạ em tuổi dần thiệt đó thầy. Trời mà không có thầy bói nào mà đoán em, thầy coi tướng em bộ có chỗ nào giống con cọp cái lắm sao thầy đoán tuổi dần thầy. Cái mạng bà xui quá. Cái sao? Tuổi này xui quá. Dạ đúng rồi thầy ơi, cho em khổ tinh thần lắm thầy ơi. Tôi nhìn thấy là bà từ lúc sinh ra cho đến lúc bà chết đi. Dạ. Bà chỉ có đúng một ông chồng. Trời ơi, sao em thiệt thòi dữ vậy thầy. Trời ơi, vậy là em thua bạn, em thua bà quá trời. Mấy con bạn em con đạm 2-3 đời chồng, sao em có một đời vậy thầy. Trời ơi, có cách nào cải số được không thầy? Ở bên Việt Nam thì khó, nhưng mà mấy cái nước Âu Châu thì dễ. Nhưng mà nhất là Mỹ thì bà cứ chọc cho ông chồng mà đánh cái ly dị là xong. Dạ. Nhưng mà tôi nhìn thoáng qua bà sẽ có một cái tin vui lớn lắm. 2 năm nữa mới ứng nghiệm. Tin vui lớn lắm, 2 năm nữa ứng nghiệm em biết rồi. Chắc
chắc là trúng số mà ông thầy. Vui hơn trúng số. Trời, cái gì mà còn vui hơn trúng số nữa thầy. Bà già chồng bà sẽ chết. Trời ơi, khỏe thầy ơi, vậy khỏi gây lộn, khỏi hầu hạ thầy cái đó đường thầy. Dạ dạ. À, chồng bà lớn tuổi hơn bà lấy chồng cũng lâu rồi mà chưa có con. Trời ơi thầy. Trời thầy hay quá thầy ơi, làm như có trời mắt cho thầy, sao thầy nói văn vách vậy thầy. Hay quá thầy ơi, trời thầy coi đúng quá. Dạ em chưa có đẻ đứa nào hết trơn thầy. Ai nhìn cha thầy bói ở đầu đường kia kìa trời, chứ nhìn em vậy mà cho nó em có cháu ngoại thầy. Bậy bậy quá bậy. Cái bậy không? Dạ, dạ thầy đã đúng quá thầy ơi. Nhưng dạ, mà tương lai bà sẽ có con, bà có tới 5 đứa con. Dạ em còn có 5 đứa con gái luôn thầy. Ngũ Long công chúa thầy. À, hy vọng dạ, là hy vọng dạ, là như vậy. Dạ dạ. Dạ, dạ thầy coi giùm em về tới cái chuyện mà vấn đề là quan trọng đó thầy. Ờ, dạ, bây giờ bắt đầu tôi coi qua bài. Dạ, qua bài dạ. 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 Bây giờ bà đừng để cho tư tưởng bà bị dao động. Dạ dạ. Xin bà nhắm mắt lại. Dạ nhắm mắt. Bà có thấy gì không? Dạ thấy thầy. Thấy cái gì? Tối thui. À đúng đúng. Bây giờ bà từ từ đưa tay phải ra phía trước. Dạ tay phải ra. Sàng qua bên tôi lấy hai lá bài. Sàng qua. Dạ dạ. Dạ dạ. Bà lấy chưa? Dạ đã rồi thầy. Bà lấy được gì? Mở mắt ra thầy. Ờ. $100. Thế trời ơi, 100 này của tôi. Ủa, trời ơi, tôi nói bà lấy bài mà đi móc túi tôi. Thầy nó sàng qua cậu rồi rút thì ai biết được đâu. Thôi đừng để tư tưởng dao động. Dạ dạ. Rút lại đi, rút lại. Có cần nhắm mắt không thầy? Thôi gọi. Dạ. Rồi bà ấy lại mất tiền tôi nữa. Vậy thôi gọi nhắm dạ dạ. Rút lá trên lá dưới hả thầy? Bà muốn rút ra nào mà rút. Dạ. Trời ơi, em run quá thầy ơi, em run quá thầy ơi. Cầu cho cái bản mệnh em cho nó tốt tốt xíu thứ thầy. Bà ơi. Dạ. Bà có thấy gì đây không? Cái gì vậy thầy? Bà có thấy một người đàn bà khỏa thân đang múc nước bên dòng suối trong không? Thấy thầy. Con mẹ nào vô duyên quá thầy ơi, đi múc nước mà không mặc đồ là sao vậy thầy? Trời mà coi này, cái body gì mà không mặc đồ là sao? Em còn chưa dám sexy mà con mẹ nó dám sexy là sao thầy? Mà coi cái mặt quá vô duyên thầy ơi. Cái này ai thầy nói em nghe, còn ai vậy thầy? Ai? Là bà. Hả? Ơi. Là bản mệnh của bà. Thế bản mệnh em gì kỳ vậy thầy? Bà còn đây. Dạ. Bà thấy hình con quỷ này không? Em nhìn lại mấy con quỷ liền bị nó giống y chang thầy à. Hí. Dạ không có. Đây là kẻ thù của bà. Dạ. Sẽ đâm vào bụng bà. Trời đất. Kẻ thù. Đúng. Thầy ơi, em làm gì có kẻ thù thầy? Có. Bà có một kẻ nội thù luôn luôn ở cạnh bên bà, rất thân thiết và gần gũi với bà. Trời ơi, thầy làm em nổi da gà, thầy cho em làm gì có kẻ thù mà bên cạnh em, thầy giỡn thầy. Tôi nhìn thấy kẻ đó có âm mưu đâm vào bụng bà. Bà nhớ. Dạ. Đâm từ trước bụng ra đằng sau. Trời ơi, người đó đàn ông hay đàn bà thầy? Đàn ông. Cái gì? Một người đàn ông. Đúng. Bên cạnh lúc nào cũng muốn đâm từ đằng trước ra đằng sau. Đúng. Trời ơi, cái gì mà ghê quá thầy ơi. Thầy em nói thầy nghe nè. Thầy coi là giùm em coi hình dáng người đó làm sao. Nó có vô côn vô đảng giống thầy không hay là có em run quá em nói. Để em biết cái người nào em tránh thầy. Ôi trời em run quá. Thầy coi giùm em đi thầy. Là ai tôi không cần biết, nhưng tôi chỉ biết đó là một người đàn ông. Và bài tarot nói như thế nào tôi dịch lại cho bà nghe như vậy thôi. Ủa, cái gì ghê vậy. Và bây giờ tôi xin trả lại sự yên lặng cho bà suy nghĩ. Thôi. Trả tiền tôi về. Hả? Gì trả tiền thầy? Thầy nói là chừng nào bói đúng mới trả tiền. Trời em chưa bị đâm xem biết đúng em trả tiền thầy. Ủa sao bà nói ngang vậy? Người ta coi xong bà trả tiền nữa tôi về tôi bói cho người khác chứ. Mà chừng nào em bị đâm em đúng em mới trả chứ. Giờ thầy nói chừng em đâu biết em đúng hay không đâm sao biết được. Cái gì kỳ vậy? Đây nè anh Phước nói nghe. Dạ hả? Thầy nói là chừng nào đó mà coi như đúng thì mới trả tiền. Trời coi bói tôi đâm mà tôi chưa bị đâm sao mà tôi bắt tôi trả tiền rồi đúng không? Ờ dạ. Ông dẫn tôi đến đây coi cho bà coi xong bây giờ mày trả tiền cho tôi về chứ. Dạ. Thôi bây giờ quen cho anh, bây giờ anh lấy tiền anh trả ứng trước tôi 300 mà muốn tôi trả lại cho anh. Dạ. Dạ cái đầu anh cái tiền tôi đâu. Dạ. Trời ơi anh Phước ơi anh làm gì vậy nè. Trời ơi tôi quên. Trời ơi sợ nghe nhiều chuyện không nghe. Nhét ơi đừng nghe. Trời ơi. Ủa chuyện gì vậy? Đây nè thầy bói tôi bị đâm. À. Mà tôi chưa bị đâm làm sao mà tôi có tiền mà tôi trả được. Trời ơi đối bà bị đâm hả? Ừ. Nhưng mà bói thầy nói 300 thì trả 300 đi. Ừ. Rồi khi nào chị bị đâm thì trả thêm cho ổng 200 nữa. Đáp rồi. Mấy lỡ tôi bị đâm mạnh quá tôi chết rồi sao? Thì tôi lấy tiền phúc điếu chị cho ổng 200. Trời đừng nói bậy bạ trời ghê quá hả? Lấy trả tại bà ơi. Trả hả? 200 bạc chị kỳ quá. Trời ơi nhưng mà nói gì ghê quá trời, vì chú nha tôi mới trả nó. Ấy đi rồi mới ông gỡ cho. Gỡ hả? Ờ. Khổ ghê đó. 300 bạc là nhiều. Mà sao bói cái gì kỳ cục quá vậy nè. Thầy. Thầy có cà thẻ không thầy? Chỗ nào đâu cà. Chết thầy vậy hả? Anh Phước. Hả? Có tiền lẻ không? Có xong có. Mấy đồng? 400, 300. Trời đất ơi. Trời ơi tiền lẻ là 300. Cho mượn 300 trả thầy.
này đi rồi mới tôi trả lại cho chứ không có tiền mặt đây. Uy tín quá. Bà chơi cha người ta mượn tiền lẻ, mà tiền lẻ là 300 tiền lẻ. Khơi đâu ra 300 vậy trời. Nè. Đó dạ đây dạ, dạ thầy, thầy lấy đi thầy. Merci. Dạ. Dạ cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ. Bà chồng khóc. Dạ. Trời ơi sao mặt ông ngầu quá vậy? Trời ơi. Hả? Chị bị đâm thiệt hả? Trời ơi, thế bói nó là tôi bị đâm. Trời, trời ơi, ghê quá trời. Chị nhớ kỹ cô là chị có bị gặp kẻ thù nào không? Không, trời ơi, tôi làm như kẻ thù tôi ở hiền lắm, tôi không có thù ai mà không ai thù tôi hết á. Chị không thù ai, nhiều khi có người thù chị thì sao? Ai thù? Chị hẳn với tôi nè. Trời đất ơi. Hồi nãy tôi đi ông bóp cổ thì chết luôn á. Sao vậy? Tự nhiên mượn tiền lẻ mượn 300. Chứ vừa phải thôi à. Ghê quá chết cha. Tự nhiên thầy bói nói là có một người đàn ông lúc nào ở bên cạnh, bên gần, lúc nào cũng muốn đâm tôi đằng trước ra đằng sau. Ai? Một người đàn ông sao? Ở gần đâm tôi, một người đàn ông ở gần. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ai? Anh. Anh đó đâm tôi phải không? Đâm chị hả? Ừ. Đâm chi mất công vậy? Chứ sao? Thù chị lấy súng bắn ngay chết thì đâm chi mất công vậy? Ừ, nhưng mà thầy... chị phải tìm nguyên do tại sao vậy? Tại sao tôi đâu có biết? Nguyên... mà thầy bói nói vậy mà nếu đúng mà tôi bị đâm thì tôi chết, tôi rờ sợ quá. Bây giờ coi coi một người đàn ông ở bên gần gì có anh hay qua nhà tôi nói nhiều chuyện mà tôi thì... Trời đất ơi! Hả? Trời đất ơi! Cái gì vậy? Cái ông này ông đoán đúng quá chị ơi! Trời ơi! Cái... gì có dao rồi cái gì? How to kill a wife? Trời ơi! Nhưng... làm cách nào để giết vợ? Trời ơi, đúng rồi, hồi sáng ông chồng tôi ông đặt cuốn sách này. Trời ơi, trời ơi, con dao. Trời ơi, anh Phước ơi. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Cuốn phim nữa chị ơi. Perfect Murder. Trời ơi. Trong cái phim này nè, thằng cha này âm mưu giết vợ. Ghê quá. Giết người hoàn hảo. Dạ dạ. Chị coi con coi trong cái gì? Có tiền lẻ không? Trời ơi, gì vậy? Mượn 200 thưởng trong trả thì đúng quá rồi. Tôi cắt cổ chị hồi đâm chị đâu. Chứ sao vậy? Trời ơi, mượn tiền lẻ hoài vậy trời, 300 không à? Bà nổ tôi hả? Không có. Thôi đây. Vừa phải thôi. Ghê rung quá. Trời tôi mệt quá, tôi mệt quá. Cái gì vậy? Ghê quá. Đây nè, để tôi đọc coi. Những nguyên do khiến đàn ông giết vợ. Thứ nhất, giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ. Trời đất ơi. Chị có mua bảo hiểm không? Có. Bao nhiêu? 4.5 ngàn. 4.5 ngàn lần hả? Trời ơi, mà không lẽ ổng giết mình vì 4.5 ngàn? Không lẽ mạng tôi chỉ có đáng giá 4.5 ngàn thôi sao? Trời ơi, mạng chị 4.5 ngàn là nói thách đó. Hả? Trời ơi, chị có 200 bà ơi. Trời ơi, gì rẻ vậy? 4.5 ngàn. Không sao nữa. Cái gì nghe? Thứ hai, giết vợ vì ghen, vì nghi vợ ngoại tình. Trời ơi, chị có hai lẳng lơ ngoài không? Không, bậy, tôi đàng hoàng đứng đắn lắm. Tôi nói nghe. Gì? Tôi quen với cái bà Hằng bán cơm tấm á. Trời ơi, chỉ cười với khách thôi đó. Ông quýnh cho méo miệng luôn à. Trời ơi, chồng gì ghê quá vậy? Ghê mà chị có cười với ai không? Có, gặp ai tôi cũng cười, tôi cười với nhân loại. Trời ơi, nó cười với nhân loại. Trời ơi, còn cái sao nữa? Có rồi, cái thứ ba. Gì? Giết vợ vì chồng có vợ bé, rồi vợ bé xúi giết vợ lớn để cướp chồng. Cái này có bộ nghi, tôi nghi đúng rồi, cái này là đúng rồi. Mấy con vợ bé là khốn kiếp. Không, cái này tôi không đúng chị ơi. Sao? Ai với ông chồng chị tôi thấy không lấy vợ bé đâu. Chứ sao lấy gì? Lấy chồng bé. Bậy quá. Tôi thấy ông này ông hơi dẻo dẻo rồi nè. Không có đâu, đúng là bậy bạ. Không phải hả? Rồi, còn cái nguyên nhân thứ tư. Nguyên thứ tư nè. Đập trong tôi mờ mắt quá. Chồng giết vợ tại vì vợ mê shopping. Chị có mê shopping không? Không, tôi chút chút thôi à. Là nhiêu tiền? Lương tháng nào vậy hết tháng đó thôi à. Trời ơi, tôi có vợ chị tôi thắc cổ tôi chết. Trời ghê quá. Bây giờ phải làm sao bây giờ? Bây giờ hai chú canh giùm tôi, ổng về canh giùm tôi đi vô tôi phải chuẩn bị nha. Ghê quá trời ơi, con dao nó đâm. Ê cất con dao giùm tôi rồi chết. Trời ơi, tôi không ngờ chồng tôi vậy. Trời ghê quá. Cái gì đâu mà tự nhiên là giết vợ là cầm dao. Cái nhà này nó làm sao vậy trời? Anh Long này anh hiền lắm đó nha. Mà tự nhiên bây giờ nghĩ chuyện giết vợ. Bởi vì ở đời nè, cái chuyện gì cũng có thể xảy ra được hết. Ghê quá. Dao rồi thì ghê vậy nè. Tôi nguy hiểm quá. Tự nhiên nhà lạnh lùng quá hay trời. Rồi giết vợ, giết con rồi. Trời ơi, còn súng gì đâu dưới đây không? Mà tôi tưởng tượng nha. Tôi tưởng tượng tự nhiên mà ai mà chỉ con dao tôi xỉu quá. Cửa gì mà ghê quá. Tưởng tượng ai mà chĩa cho người tôi đó. Cái gì vậy? Không có. Cất giùm tôi mấy con dao này đi. Cất giùm mấy con dao này cho tôi. Ôi sao tự nhiên. Hả? Chị có. Chị sợ gì? Chị bị sinh bụng hả? Sinh bụng đâu sinh bụng. Sao tự nhiên độ một cục vậy? Thủ thân. Sao vậy? Nè coi nè đó. Hẻn. Trời ơi. Coi nè coi nè coi nè cỡ ra kìa giùm giùm. Đó đó coi nè. Nó đâm trước dày đâm sau. Hẻn đó. Chơi liền. Trời đất ơi. Tôi thử. Thử coi nè. Tôi phải vậy mới được. Gặp chồng như vậy là phải tôi trị rồi chứ. Bây giờ sao? Cất giùm tôi đi. Ê. Chà, ông về. Núp mà chồng. Tôi run quá tôi đi không nổi à. Em ơi. Tôi đi không nổi. Đi nổi không? Không nổi. Tôi cắt cổ chị đi nổi không? Đi rồi. Đúng đi không nổi. Cắt cổ đi liền à. Em ơi. Đi đâu hết rồi? Trời ơi, cái bà này mà bà đi là đi tới mấy tiếng đồng hồ mới về á.
Hello. À, Long đây. Bình hả? Ừ, tao. Mày nhớ là cái con dao mà tao với mày đi mua ở hội chợ Đông Kinh không? Ờ. Mày cho tao mượn đi. Ừ đúng rồi. Thì con dao tao nó ngắn quá, con dao mày dài đâm mới lủng chứ. Ừ. Thì mày cho tao mượn đi. Cái gì giờ này mày đi đánh dao đánh kiếm gì? Rồi lát nữa tao qua tao lấy. Ok. Rồi lát tối đánh. Ok. Trời ơi đi đâu mất rồi. Thôi để đi lấy cho rồi đi. Thôi đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Anh đứng lại nha. Đứng lại nha. Ủa em. Đứng lại. Đứng im. Đứng im. Anh đứng im nha. Gì vậy? Tại sao nhà có dao mà anh còn đi mượn dao là sao? Thì dao nhà mình nó ngắn quá, anh mượn dao dài hơn chứ làm gì. Dao dài hơn vậy này chưa chịu. Đứng im đi nha. Bây giờ tôi biết rồi, tôi biết âm mưu của anh rồi nha. Anh muốn giết tôi phải không nè? Ngon đâm đi. Ngon đâm đi nè. Đâm đâm trước đi. Đâm đằng sau đi. Trời ơi em làm gì mà em đeo tùm lum vậy? Anh Phước. Nè nè. Ngon nè. Đâm đi. Anh Phước. Anh làm cái gì mà anh qua đây anh làm xào xáo gia đình tôi bọn dẫn chơi hả? Đừng. Trời ơi. Đâm đi. Bọn em khùng rồi hả? Không có gì. Anh nghe anh âm mưu giết em nha. Em cho anh biết anh gì, cái nguyên nhân gì. Mấy bữa nay là hành động anh kỳ cục lắm. Bây giờ nó ngon đâm đi, ngon đâm tôi đi. Nè. Đâm đi nè, đâm đi. Anh cầm đi. Đâm đi. Anh làm cái gì vậy? Nè, tôi nói thiệt cho anh nha. Tôi không ngờ thấy anh hiền vậy mà tự nhiên anh học How to kill a wife. Có nghĩa anh muốn giết vợ anh hả? Rồi, đưa bằng chứng ra cho tôi bằng chứng rõ ràng nè. May mà có anh Phúc. Nói có sách bách có chứng nè. Đó. Ngon đi. Cái này cuốn sách của anh mà. Thì cuốn sách của anh. Anh giết em mà, anh vô học anh giết thằng này ngon đâm thì đi. Làm sao để giết vợ mà. Ờ, mà chỉ là vợ mà. Anh mà. Hả? À. Trời đất ơi. Trời ơi. Nè em ơi. Chồng tôi mang. Lầm rồi. Chồng tôi mang em biết cái gì không? Ở trong hãng anh nó có buổi văn nghệ. Nghĩa là cái bữa đó là đóng kịch. Thành ra bây giờ anh coi cái cuốn này để viết ra cái kịch bản. Trời đất ơi chứ làm gì mà giết em. Trời ơi thương muốn chết mà còn giết cái gì nữa. Là sao? Có nghĩa là đọc cái này để viết ra kịch bản. Ủa? Làm văn nghệ trong hãng. Ủa? Mà em biết không mấy bữa nay hả? Trời ơi vậy mà anh Phước này nãy giờ trời ông nói tùm lum tà lao nói nào là ông đưa rồi bị cướp rồi bị giết người rồi tùm lum la làm em tưởng là anh âm mưu anh giết em. Tại anh Phước nè trời tầm bậy tầm bạ nè có cỡ nào đó đồ đưa đó làm đi. Trời ơi mà mấy bữa nay em biết không anh hả là anh kiếm hết cái chỗ nào cũng vậy hết trơn kiếm không có ra vai chánh. À mấy bữa nay anh suy nghĩ để kiếm vai hả? Trời ơi vậy giờ có vai chưa? Có rồi. Ai đóng vai chánh vậy? Em. Quá sướng. Anh có thấy chưa? Cái chồng tôi thương tôi chưa? Tôi biết chứ. Ông có nhiều chuyện rồi làm phá gia càng tao không à. Anh. Ừ. Em đóng vai công chúa hay là tiểu thơ vậy? Em đóng vai xác chết bị sượt trương ịnh á. Ông này đó chồng chị thương chị quá đóng xác chết. Chứ em đóng vai công chúa mà bị đâm thôi. Kệ nó có công chúa được rồi. Tôi là anh quen biết lắm á. Anh thấy tướng tôi đóng phim được không? Được chứ. Anh á hả? Vai cho anh đóng một cái vai ở trong này là anh biết đóng vai gì không? Vai gì? Bà Tám nhiều chuyện á. Đúng là cái thứ nhiều chuyện. Đơ quá. Ủa, gì nó ông này ai nữa đây? Thầy bói em để đem đi. Bói toán nữa. Thầy bói. Vì lương tâm nghề nghiệp cho nên tôi trở lại đây tôi nói với bà. Dạ. Hồi nãy tôi có coi cho bà là bà sẽ bị người khác đâm. Dạ. Tôi lầm, tôi xin lỗi bà. Dạ. Đó trời lầm hơn quá. Bà mới là người đâm người khác. Tôi. Dạ. Thầy coi bây giờ mới đúng nè. Dạ. Đúng là bói ra ma mà quét nhà ra rác. Dạ. Tôi luôn đâm. Ơi, nguyên một cái dãy nhà trọ mình có biến rồi. Ừ, ra lẹ đi. Ừ. Ra rồi. Cú Hà. Trời đâu hết hồn á. Mới về hả? Sao về tới đây còn gọi anh chi vậy? Ê, ăn xoài không? Tôi có chuẩn bị xoài cho bà nè, bà thích mà. Đem ra đi. Xoài chấm muối tôm. Ngon. Chờ chút nha. À. Rầu quá rầu luôn.
đây. Bây giờ là không biết rồi sao. Xoài tới đây. Thấy chưa, rất ngon. À, thấy chưa, lần đầu tiên bà thấy chị cắt xoài thấy ghê không? Cắt xoài như dưa lưới vậy đó. Lặng lẽ ta phải cắt dài vậy. Không, vậy cho bà dễ ăn đó mà. Đây. Đây, đây, để im đó. Ngày hôm nay là tôi phục vụ mà. Quỷ già thiệt. Nè. À. Cái gì vậy? Ngọt quá. Ngọt mà. Ngọt cái xuống xe bà nhăn mặt mà bà nhéo nước mắt luôn nè. Ngọt quá. Ngon. Miếng nữa. Ừ. Ngon. Ê. Xoài này á, tôi mua xong về tôi gọt xong tôi ngâm chút xíu muối. Xong rồi tôi mới ấy ra bỏ tủ lạnh nó giòn. Ngon. Không? Cái gì vậy? Không ngon hả? Không phải không ngon, ngon. Tao thấy bà rầu vậy. Cái gì vậy? Nó rầu trong bụng. Rầu trong bụng hả? Tiêu chảy hả? Cái gì tiêu chảy? Chứ sao bà nói bà rầu trong bụng? Nó rầu trong bụng là buồn đó, chứ không phải là đau bụng, hiểu không? Ai làm gì bà buồn? Thôi, đút tôi ăn miếng coi. Đây. Đó. Thôi, tôi không thích cắm cắm vậy đâu. Không thích. Bà lấy tay bà đút tôi ăn. Nó tình cảm. Trời ơi, nghe cái mùi tay của tôi ăn mới ngon đúng không? Đúng rồi, đó. Qua cái cây tre nó mất mùi. Đây, chấm đây. Ăn nè. Quỷ già. Quỷ à. Đây. Ê, đây, đây. Lấy cho tôi đi. Xuất sắc nè. Trời ơi, chút xíu bà cắn cái tay tôi luôn á. Ghê rồi. Ngon lắm. Thơm á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Sặc muối. Sặc muối. Không sao đâu. Bà phừng phun cái gì nước miếng vô mặt tôi còn được mà. Mất vệ sinh ra. Sao? Bà nói nghe nè. Chuyện gì mà rầu trong bụng nói tôi nghe coi. Thì đây tính giải quyết ba cái vụ này nè. Chuyện gì? Trời ơi. Có ho hoài trời. Muối. Bình tĩnh. Nghe. Sặc quá rồi, sặc luôn á. Không sao đâu. Bà lo chuyện gì? Vụ hai vạch này nè. Hai vạch gì? Này đồ test Covid nè. Hai vạch. Này của ai à? Trời đất ơi, tôi cầm mà đương nhiên là của tôi rồi. Trách nhiệm thuộc về tôi. Trời ơi. Gì? Sao bà vô ý thức vậy? Vô ý thức gì trời? Hồi nãy giờ bà về ăn à? Mời ăn, bà cũng nhào vô bà ăn khi thế. Bà đút cho tôi ăn, tôi đút cho bà ăn à. Bà phun nước miếng vào mặt tôi. Trời ơi, bà kinh khủng khiếp quá. Tôi sợ bà rồi. Ủa làm gì sợ? Bà đừng đứng gần tôi nha. Bà đừng tới gần tôi nha. Ê. Hả? Không gì? Có được à. Sao? Nè, tại sao vậy? Hả? Tại sao bà ác với mọi người như vậy? Tại sao bà ác với tôi vậy? Ủa ác cái gì? Có gì đâu mà ác. Bà giác ra. Bây giờ tôi không cho bà gần tôi nữa. Nha. Sao? Tại sao? Tại sao bà bị hại vậy? Hả? Cái này của bà đúng không? Thì nãy tôi nói rồi, hồi nãy tôi cầm là đương nhiên là của tôi rồi, thì trách nhiệm là thuộc về tôi biết mà. Trời ơi, bà nói tại sao bà nói được một cái câu mà nó nhẹ như lông hồng như vậy? Chứ có gì đâu không nhẹ đây nè. Nhẹ hiểu luôn phải không? Nhẹ hiểu luôn phải không? Trời ơi, trời. Bỏ xuống đi. Nhưng mà ông sao vậy? Có gì đâu, bình tĩnh đi, không có gì hết trơn á trời á. Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh? Nguy hiểm lắm. Cái gì? Bây giờ bà và tôi không còn sự gần gũi nữa. Mà phải giữ khoảng cách đàng hoàng nha. Nếu không tôi sẽ hận bà. Trời đất ơi. Cái này là bà bị đúng không? Bà bị đúng không? Tôi đã nói là cái này hồi nãy tôi cầm. Thì tôi biết là tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi chịu trách nhiệm mà. Tôi biết là tôi chịu trách nhiệm mà. Nhưng mà
bình tĩnh đi, có gì đâu. Không có bình tĩnh được. Bà làm như vậy là bà sai. Có gì đâu. Bà hai vạch rồi mà. Bà làm như vậy là bà tầm bậy. Bà bớt bớt cái miệng bà lại đi nha. Bà nói to ra phun ra còn nhiều hơn. Phun cái gì, bây giờ sợ cái gì? Tôi nói thiệt với ông, mà sáng giờ tôi đi chợ cả sớm, cả nguyên cái nhà trọ tôi tiếp xúc hết rồi, đâu ai sợ đâu. Trời ơi, bà nói vậy mà bà nói được hả? Ý thức cộng đồng của bà đâu? Ôi em thách thao đồ bước ra ngoài ngoài hiên. Ô trông từ xa thấy ô như hai người quen. Anh đứng lại đây. Ê, ê, đứng lại đây. Dạ. Đem đồ vô trong nhà. Dạ. Không có giặt vũ gì ở đây hết. Đem vô nhà đi. Trời ơi, giấc đêm này giặt đồ mới là sướng chứ. Giấc đêm về nè, là ngay khu sớm mình nè, nước nó mạnh nè, rồi nó im ắng, giặt đồ nghe xoẹt 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 xoẹt. Trời ơi, nó xả xì chết mà nó thư giãn, thần kinh lắm. Anh có đồ dơ không đi em giặt? Khỏi, 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 mày đừng đứng gần tao nghe. Thôi, ông không có nhưng mà... Giặt ra. Bà đứng bên này, bà không được gần nó. Nè, tao nói mày nghe, mày đem đồ về đi. Một tuần mày giặt một lần cũng được. Anh ơi, sao kỳ vậy? Em nổi tiếng là em là cái máy giặt của xóm. Coi như là tối nào em cũng đi giặt đồ, ai có đồ dơ cứ thảy vô thao. À, tối em giặt rồi em phơi, rồi mai em gửi lại cho từng nhà hết. Không có thiếu thốn đồ đạc gì em trả, đúng không? Chị, đồ lớn, đồ nhỏ gì em cũng giặt cho chị hết đúng không? Chị có đồ dơ gì không? Giang ra! Tôi đã nói bà giang ra. Không cho bà gần nó đó. Làm gì tôi không được gần nó. Đi ra. Mày không được gần bà nghe chưa? Anh sao nữa nè, trời ơi. Mày làm gì vậy? Em lại nói chuyện mày với anh. Mày giang ra đi, mày đi về đi, tao lại mày. Anh ơi, anh sao vậy? Lại mình nói chuyện. Không có nói chuyện được. Tại sao không nói chuyện được? Đứng xa vậy vẫn nói chuyện được. Mắc mớ phải lại gần. Thì mình tình cảm anh em ở hàng xóm láng giềng với nhau, mình nói gần với nhau. Em à, giải thích anh nghe cái này. Tao nói không có được mà, đừng có giải thích gì hết. Sao chạy đi đâu cũng dính hết trơn vậy? Tôi bọc đầu anh mà. Anh chạy đâu vậy? Anh nói chuyện rõ ràng đi. Anh làm gì vậy? Tự nhiên anh giận hờn tôi hay là gì? Anh không có giận hờn gì mày hết trơn á. Không có giận hờn gì, để em cho em giải thích chứ. Nãy giờ tự nhiên là nè, không giận hờn em, tiện xa lánh em. Rồi bây giờ suối luôn bà chị tôi xa lánh tôi là sao? À. Đó, bởi vậy tôi phải giải thích với anh. Anh ơi, đừng có ghen tuông vô cớ như vậy chứ. Đúng không? Anh không ghen tuông vô cớ vậy chứ. Nè, bây giờ đó, rồi, đúng không? Rồi, ổng nói chung là giang ra. Ghen, ghen, ghen. Không trời, cho ghen, 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 ghen quá đi mà. Nè, em nói thiệt nha, bây giờ nè, em với anh đứng gần nói chuyện hai người đàn ông. Em... Hai người đàn ông đứng gần nói chuyện. Cái gì vậy? Miệng tôi thối lắm hả? Anh làm cái gì vậy? Hai người đàn ông mình nói chuyện. Mày đứng xa ra cho tao thở đi. Mày đứng gần tao nín thở tao mệt quá. Bây giờ tôi giải thích anh nghe luôn. Giải quyết câu chuyện hai người đàn ông. Bây giờ như vậy. Em nói. Mày đứng lại. Rồi. Tôi sẽ tránh xa anh ra. Tao đã nói không cho mày đứng lại mà. Rồi. Không được gần tao đâu. Không chứ. Bây giờ như vậy. Phải giải quyết cái chuyện nhọc nhằn ở ngay sớm này, để nó nhọc nhằn chuyện tình cảm em khó chịu lắm. Chị, chị có thương em không? Thương. Vẫn là tình cảm với em chứ? Đương nhiên. Em ôm chị cái. Đừng. Đừng. Trời ơi. Trời ơi là trời ơi. Thấy không? Vẫn không có gì lưu luyến. Chỉ là tình cảm với em thôi. Trời không có gì ơi. Hết. Gì vậy? Tự nhiên anh đau khổ gì vậy? Anh có thương em không? Anh có thương em không? Đó. Cái này là mày muốn đó nha. Thì muốn chứ, chứ. Phải tao đúng nha. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở xóm làng là mình yêu thương nhau, mình mới ôm nhau như vậy. Ôm đi. Mình ôm nhau như vậy. Mày muốn đó. Mày ôm đi. Nó gọi là yêu thương nhau chứ. Xóm mình đó là phải là như vậy. Đúng xóm rồi. Nhỏ mà vui. Chị không có sự ngăn cách. Đúng rồi, lại đây nè. Em nói nha. Hai anh chị nghe. Một cây làm chẳng nên non, nhưng mà ba cây chụm lại sẽ nên hòn núi cao. Ba cây, nhưng mà mỗi cây nó hai vạch màu đỏ thì nó không thành cái núi. Vạch gì? Không có vạch gì ở đây hết đó. Không có hai vạch gì ở đây hết. Ba cái vạch gì? Ở xóm mình là trang hòa tình thương hết. Không có ngăn cách vạch này vạch nọ. Nhà này nhà nọ nó trang hòa. Xóm nhỏ mà vui. Mình phải yêu thương nhau. Ráng yêu thương nhau đi. Đúng rồi.
Bà em không đó. Tao. Anh bắt ấn gì vậy? Ấn ông nội mày, cái này F1. Mày là bây giờ là mày là vậy nè. Không chừng mày cũng vậy luôn giống tao đó. Ôm nữa đi. Giỡn chơi. Giỡn chơi. Giỡn cái tự nhiên rồi. F0 đây, đây, F1 đây, 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 nhìn đây. Tự nhiên nói chuyện. Đây đây đây. Ta nhìn đi, nhìn đi. Cái gì? Hỏi mày hỏi phải của bà không? Cái này là cái này cái test nè. Ờ à, hỏi phải của bà không? Nó hai vạch, cái này của ai? Thì đó, hồi nãy chị nói với ổng rồi, chị cầm trên tay của chị biết rồi, chị trách nhiệm. À, cho mày. Sao vậy? Ngu, ta đã nói không được rồi bà. Mày có lại trời, bây giờ cũng ai cứu mày đâu. Tao đã cản mày rồi. Sao chị ác vậy? Ác cái gì? Trời ơi trời, chị biết như vậy rồi. Mà chị ôm tôi. Mày nhào vô mày ôm bả trước. Mày đừng có vu oan giá họa cho bả. Còn anh nữa, anh nói anh thương em. Sao anh không đánh đập em, xua đuổi em, đánh đập đá em, nhăn vô nhà đi để cho em ôm bả chi vậy? Tao chửi mày quá trời, mày vẫn dí theo tao, mày xin ôm mà. Trời ơi, cùng tao tình nguyện tao ôm. Trời ơi. Trời ơi, thì tôi tức hai người dễ sợ luôn á. Tôi trời, trời ơi. Bây giờ hỏi bà nè, mấy ngày rồi? Cái này rồi nào? Hai ba ngày. Ba ngày. Vậy mà hai ngày trước, hai ngày trước chị còn tổ chức sinh nhật ở ngay cái xóm này nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chị mời em với ảnh qua ăn sinh nhật của chị. Em bữa đó có nhậu. Em còn nhớ mày nè. Nhắc tao mới nhớ mà. Đó, đây bữa còn giữ nè. Ngay đây nè. Đây, ngay đây nè. Bữa đó chơi đó, trò chơi đồ. Đó, ngay đây. Trò chơi vui nhộn rồi, trời ơi là trời. Đó, để đây là xong rồi. Bia với rượu pha vô đây. Mình tổ chức uống rượu cần sinh nhật đi nào. Yeah yeah. Hôm bữa là chị uống trước là tại đúng rồi, sinh nhật chị. Ừ đó. Đó, chị uống. Đó, đó là đó là kính lão đó, có à, anh uống. Đó, ngậm vô uống. Đó, tới em là em nhỏ nhất nè. Đó. Đó là hai bữa trước mà. Ngu. Nó nhậu hơn nữa rồi. Mày ngu, đứng xa xa nói được rồi. Bây giờ múc luôn, múc luôn. Nó đậm hả? Tại sao lại trời ơi? Mấy giờ... người sao á? Ừ, mệt quá tôi hai vạch đó. Tôi ép không đó. Cái trời ơi, mấy người. Thì biết là vậy trời, bây giờ phải làm sao đây trời? Bây giờ gói quá, bây giờ rồi. Bây giờ em bây giờ không biết giờ số quận em bây giờ em phải làm sao? Bây giờ mày muốn làm sao không? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày đưa số điện thoại ba mẹ. Đưa mày số đây. Điện thoại ba má. Ờ, để rồi. Tao điện ba má mày lên chở mày về. Thôi, đừng có như vậy trời ơi. Ba má mà biết chuyện này chết em luôn. Ba má em sẽ xa lánh rồi, ba má em sẽ về đồn. Đồn cả ở quê em rồi, mọi người sẽ đối xử em như thế nào. Em thấy cuộc đời em như thế nào anh ơi, không được. Cái này phải bình tĩnh lạc quan. Em coi coi báo chí em biết. Bình tĩnh lạc quan xử lý tình huống. Bây giờ mày có nhảy gì quá mày còn mệt thêm thôi. Bây cái bệnh này nó ảnh hưởng phổi mà mày bớt nói càng nhiều càng giờ tốt. Giờ đứng theo thứ tự luôn rồi đó. Số 0, số 1, số 2. Mình đứng như vậy đi. Mình đứng như vậy đi. Rồi. Mình đứng như vậy đi. Bây giờ em phải làm sao? Bây giờ ba đứa mình là chung một chiếc thuyền rồi. Bây giờ ba chúng mình phải làm sao? Đi chết đi chứ sao giờ? Anh im đi. Anh bậy bạ hết sức. Cái gì nó cũng phải lạc quan. Yêu đời lên. Làm cái gì tự nhiên cái vậy đâu, đi chết. Có gì đâu mình phải tìm cách xử lý chứ. Này anh nói vậy. Mày điên hả? Mày điên hả? Đâu phải ổng nói. Tao nói rồi nè mày. Chứ ai? Nữa hả? Trời ơi, thằng trai đẹp trong xóm có duyên nè. Nó bị gì nè? Ông trời ơi. Sao nó kêu ông trời? Giết con chết luôn đi ông trời. Tại sao ông đối xử với con như vậy? Cái gì vậy? Em muốn chết. Hả? Em muốn sống muốn... Mày điên hả? Bao nhiêu ai, muốn ai sống? Cũng muốn sống. Tụi chết. Tao đang muốn sống đây nè. Bây giờ cuộc sống của em nó vô nghĩa lắm rồi. Giết em chết đi. Bậy 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 bậy. Ê, không ai ngu giết mày. Mày tự nhiên mày xúi ở trong xóm đi giết mày cho à. Tụi tao đi ở tù hả chị? Mày điên quá. Vậy là anh chị vẫn còn tình thương dành cho em. Còn à. Ơi. Mọi người thương em đúng không? Ừ. Cho em mơ một cái đi. Cho em mơ một cái đi nào. Đây. Cho em mơ. Ê ê. Ra ra. Bà ra đây. Ra ra. Bà biết. Bà đi. Sao? Mọi người yêu em đúng không? Thương em đúng không? Đúng.
Cho em ôm một cái đi. Trời bà đi theo tôi, bà đi theo tôi. Đi què lắm. Trời ơi. Anh vô đây, đúng thứ tự. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 được không? Bài, đừng. Cái gì đâu, đừng. Cho em anh nhập với. Không. Bây giờ em đừng tính cái gì hết. Em chỉ tính là em nothing. Nothing and nothing. Em không thể, em muốn ôm anh chị. Không, đi. Nó khao khát quá kìa. Nhưng mà bây giờ mày nghe tao hỏi nè. Mày bị cái gì, mày nói tao nghe coi. Gì vậy? Bị cái gì? Em bị ép. Hả? Em bị ép. Trời ơi, gì? Mày, mày bị ép mày. Em bị ép A. Ép A là ép mày. Ép A là cô đơn. Trời ơi. Em ôm một cái đi. Né ra. Từ từ, làm vậy. Ép A là cô đơn. Cô đơn. Cô đơn á. Cô đơn không chết bằng Covid. Không, mày không. Cô đơn mới chết. Sống một mình không tồn tại được. Em đi chết đây. Mọi người không thương em đi chết đây. Ở thằng này nó đòi chết hoài vậy trời. Giờ bao nhiêu người muốn sống mình về đây. Mọi người có thương em không? Thương. Thì cho em ôm một cái. Thương thì bây giờ tao nói mày nghe nè. Bây giờ mày thất tình. Mày muốn chết nhưng mà bây giờ á là mày vô nhà mày khóc đi. Rồi từ từ mày chết. Mày sáp vô bộ ba này mày còn chết nhanh hơn đó. Không. Ngay lúc này đây em cần một bờ vai. Trời. Một bờ vai của một người đàn ông. Em ơi đừng. Bây giờ em hãy đi mượn một bờ vai lạ của một người đàn ông nào đó đi. Nó đổi giới tính rồi, nó mới cần một bờ vai của người đàn ông đó. Chứ sao vậy? Người đàn ông để đồng cảm với em, hiểu không? Nhưng mà bây giờ thời điểm này tao khuyên mày, anh lại mày. Mày vô trong nhà, mày đóng cửa, mày ôm gối ôm, mày thế cái bờ vai đó đi. Nhưng cái đó không thể nào thay thế được. Em cần một con người thật sự. Chứ nếu không có những cái bờ vai này thì mày sẽ làm gì? Em đi chết đây. Trời ơi, tội nó quá mà. Tội nó quá. Đây. Ôi, bà là một ổ. Gì? Bà làm một ổ rồi đó. Bây giờ là theo cấp độ đi. Từ nhẹ tới nặng. Đây, tôi sẽ là thi sinh trước cho. Hay quá anh Đạt ơi. Đây nè, bờ vai. Trời đất ơi. Đỡ chưa? Anh Đạt ơi, em cần cái bờ vai này nè. Thôi đi đủ rồi. Thoải mái chưa? Em thoải mái lắm rồi anh Đạt ơi. Tự tin chưa? Trời ơi. Đây nè. Mày giang ra đi. Anh có bờ đùi nữa. Ấp mặt vào đây. Ấp mặt vào đây. Không, anh còn trẻ lắm. Anh không phải là người đàn ông vững chãi. Em cần một người có kinh nghiệm. No, anh ơi. No. Anh lên. Trời ơi, một cái. Nặng hơn rồi đó. Nặng hơn rồi đó. Ôi. Cái này. Dạ. Cái này là tự mày nha. Dạ, em cần. Không phải tao. Không phải tao đâu. Dạ. Ôi. Trời ơi, chữ phải. Anh ơi. Chữ phải thật là mạnh. Anh có tặng em cái gì không? Chia sẻ với em đi. Anh đã chia sẻ với em nhiều lắm. Anh không thể nào đếm hết được bao nhiêu đâu. Anh thôi, ơi, em làm gì rồi. Anh có thấy là em ngốc nghếch lắm không? À, em không ngốc nghếch. Em nên vào bệnh viện tâm thần đi. Anh sợi em ngu. Sống ở đời phải tự tin hơn. Em hư với anh. Em phải tự tin lên. Các anh tặng anh cái gì em chia sẻ hết rồi. Em nhận cái đó. Tụi anh chia sẻ hết rồi đó. Mấy mà... người này vậy làm cái gì á? Nhỏ không, đâu mang mang. Hai anh là đàn ông. Em cần một người phụ nữ. Trời. Mày ngu lắm, mày ngu lại đó. Đây. Mày ngu. Cương. Nó hôn ổ lắm. Luôn. Chị thông cảm. Hôn em một cái. Dạ. Chị ơi, em quý chị thôi, quá. Không có gì hết. Có gì cứ nói với chị nè. Chị có gì cứ nói em. Với chị. Dạ. Thương chị lắm. Chia sẻ với nỗi đau này. Thương. Em đó. Cảm ơn chị đã chia sẻ cái nỗi FA của em nha. Rồi ôm. À, nãy giờ là bà chia sẻ cũng là... mấy ngàn con á ha. Dữ lắm rồi, đếm không hết đâu. Chị thương em lắm, em bị FA, chị chia sẻ giùm em. Đúng rồi. À, em bị FA đó. Dạ. Chỉ là F0, chị đang chia sẻ với em đó. Mà đi. Trời ơi. Trời ơi. Mà làm cái gì vậy? Trời ơi, may là người quen chứ người lạ người ta giết nó rồi. Nó quăng tôi như một con cúp bế. Chị bị F0 hả? Trời ơi! Chị ác lắm. Chị tàn nhẫn, chị giả man lắm. Chị ơi, tại sao chị ích kỷ như vậy? Biết mình F0 rồi thì chia sẻ với em làm cái gì?
Thôi mày đừng chửi ba nữa. Qua đây, qua đây. Chị làm vậy là chị phải có tình thương dành cho đồng loại của mình chứ. Chị làm vậy tôi khởi kiện chị đó nha. Tôi khởi tố chị luôn, chị sẽ đi tù. Thôi đánh đi. Mệt mấy người quá. Hồi nãy giờ tôi quạo lắm rồi nha. Ai nói với mấy người là tôi bị ép không? Ai nói? Thì rõ ràng. Bà nói tôi rõ nói. Ràng hai vạch đi rõ đây, ràng hai vạch đây nè, đây nè, mày né ra coi nè, đây rõ ràng hai vạch của ba theo thứ tự luôn nè. Đó là anh nè, đó hồi nãy là anh là gì nè, đây là F1 nè, nè tôi nè, rồi bây giờ mày biết tự làm luôn chưa? Bà đó đó, đó là bà F0. Mày không làm được chữ F à? Trời ơi, bây giờ em quẹo đó, luôn đó, chị đó đúng rồi đó, đó đó trời ơi nó là như vậy. Mấy người cả xóm này bây giờ đi tu hết rồi, ai cũng bắt ấn hết. Mấy người vừa vừa phải phải thôi. Đúng là cái này là của tôi. À không phải, đúng là cái này là tôi cầm thiệt. Nhưng mà nó không phải là của tôi. Tôi nói cho bà nghe nè, bây giờ bà đừng có giấu giếm nữa. Bà làm như vậy á là bà hại cả cái xóm này đó. Đúng rồi, mà phải của có bà trách là nhiệm bà phải chứ bà. Đã bị như vậy thì mình phải biết, mình biết là mình bị vậy mình chữa. Chứ bây giờ cầm trên tay của mình là nó nói còn không phải của mình, còn giấu giếm gì nữa. Mày coi nè, bà bị hai vạch gì đó, cầm trên tay của mình là bởi vậy. Mày ăn thôi đi. Quá đáng vừa phải thôi, cuộc sống không có lòng tin dành cho nhau. Làm tin bị điên hả? Cái này không phải của chị đúng không? Đúng. Đúng rồi. Mình... cái này là của em. Hả? Dừa, cho bà dừa nghe. Tức... trời ơi. Trời ơi trời. Cái này của em. Sao ngựa về ngược vậy? Vậy là nó rồi. Hèn gì mày về mày cảm thấy mày đau đớn trong lòng khi mày hại cả cái xóm này. Cho nên mày khóc lóc rồi này nọ, đặng mày lấy hết cái xóm này đúng không? Tại sao mày sống không có ý thức vậy? Tại sao kỳ lạ vậy? Em có ý thức lắm. Mày biết như vậy? Không, mày ơi! Mày chờ mày à? Đứng im ra! Đi. Mày ôm trời bà ơi, đi! Trời ơi, hồi nãy là đúng là thiệt, tôi dại dột, tôi ôm nó rồi thì xèo. Thằng này mày quá đáng như vừa hả mày? Mấy anh chị làm sao á? Sao vậy? Sao vậy? Cái này đúng là của em. Thì của mày, mày đã biết mày vậy, nhưng mày còn về mày ôm. Em nhặt ở ngoài cổng nhà trọ của mình. Lại một người nhặt. Em ý thức, em có lấy chai cồn, em xịt đàng hoàng. Em lấy cái đồ gấp, em gấp, em bỏ vô đây nha. Em bỏ vô đây, em định đem đi quăng vô thùng rác. Nhưng mà chưa kịp quăng á, cái tự nhiên nghe điện thoại của ông bồ em. Em vội vàng, em quăng xuống vậy đó. Cái giờ chị Linh chị cầm lên. Cuối cùng của ai không biết luôn. Trời ơi, làm hồi nãy giờ né nhà muốn chết luôn à. Vậy là cái này không phải là của chính bản thân mày. Không, cũng không phải là chính bản thân bà. Không, hai người đều lụm hết. Đúng rồi, cái này là do cái người vô ý thức. Đúng rồi, làm cả xóm hết hồn. Trời ơi, biết gì đâu, khỏe người quá. Đi thì khỏe rồi, khỏe quá là thôi mình đi khỏe rồi, ra hồi mình đi dục mình đốt thôi. Ông nói thất tình, nó thất tình á. Đây đây, thôi lên đây chia sẻ. Trời ơi, bây giờ cả xóm mình yên rồi, có thể ngồi nghe cơm rồi. À, khỏe thảo hú hồn, hú hồn, hú bây hồn. Giờ là mày muốn chia sẻ bao nhiêu rồi, cũng được nữa. Bây giờ mày đang ép a thiệt tình, mọi chia người sẻ bao nhiêu? Đang không có ép gì. Ừ, thoải mái khỏe phắn đi. Giờ, mày có thể chia sẻ 2 giây, 4 giây, 6 giây, 8 giây, 10 giây, tao cũng chia sẻ rồi, nữa có gì đây, lúc nói này đó, đây là tình cảm nè. Đúng em rồi, cả cái xóm này ôi mày. Trời ơi, dạ. Em quý mấy anh chị lắm. Nói nghe bây giờ á, cái chuyện như thế nào sao để nói đi, để anh chị có thể chia sẻ với em được chút nào thì chia sẻ. Em kể đi. Tại sao mày ép a? Tại sao người yêu mày bỏ mày? Mày cứ kể thoải mái đi. Bộ em quá đáng lắm anh ơi. Cứ kể đi. Mày nhúng quá, cái giọng nó khó nghe gần chết à. Em thư giãn cho nó để thôi nó... khỏi à, đi. Khỏi ha. Để im cho nó nói. Rồi nói đi. Rồi sao? 2 tuần nay em về quê em lo công việc dưới quê á. Giải quyết công việc xong rồi. Em nhớ bộ quá. Định gọi điện thoại lên thăm nó. Chưa kịp gọi nó gọi về em, nó nói tôi không muốn gặp mặt ông nữa, ông ở dưới quê luôn đi, đừng bao giờ lên đây nữa. Mẹ sức mẹ sức mẹ ha, tội nghiệp vậy, quen nhau mấy năm trời sao tự nhiên nói chia tay trong vòng có 2 tuần lễ vậy. Buồn chứ anh, nó bị cái gì nó có em lần lần em bắt xe lên đây liền luôn. Em đi tìm hiểu, em gặp bé bằng thân luôn, em hỏi tại sao vậy, tại sao cô ấy không muốn gặp tôi. Bé trả lời bạn em đi cách ly rồi. Cách ly là sao? Vì ép không đi cách ly rồi. Ô, sao nó cứ vòng vòng ở đây hoài vậy trời? Sao nó cứ vòng vòng, nó quẩn quẩn ở đây hoài? Trời ơi, bây giờ tôi mới biết cái dịch vật đó là cái gì. Sao nó cứ vòng vòng? Sao mày ác vậy? Hả? Em làm gì ác? Con bồ mày ép không?
ít nhất về đây mày cũng phải có ý thức. Mày né ra, tao đã né được cái chuyện này rồi. Mà mày, mày vẫn không cho mọi người né cái chuyện của mày. Hả? Sao mày ác như vậy? Em bình thường mà. Bình thường con khỉ khôn sao được. Mày điên hả? Nãy mày về mày mạnh miệng, mày chửi bà này. Trời ơi, bà làm vậy, bà sẽ bị chi tố đó. Bây giờ mày làm vậy, tao chi cho mày. Mày giao tiếp với em không mà mày nói mày bình thường là hay, hay quá, chứ tao chi cho mày lên sinh tố quá. Ủa, hai tuần rồi em chưa gặp mặt bộ em. 2 tuần là 14 ngày đó. Cái khoảng thời gian là cách ly đó, là nó không gặp bạc bồ nó. Mà Ê 14 ngày rồi. Nó lại bay ra khỏi đây nữa rồi. Ồ, nó cứ bay vào đây rồi nó bay đi. Bà cô ấy bà như là một cái vong đó nha. Dập bà nhiều. Cứ bay lờn vờn ở trong xóm này, rồi bà cô ấy lại bay đi. Ôi bà cô Vi thiệt là vi diệu. Hay thiệt. À, 14 ngày rồi hả? 14 ngày chưa gặp mặt bồ luôn. Vậy là không sao rồi. Thì bây giờ mày phải nói rõ ràng chứ. Chuyện gì nó cũng phải rõ ràng, nói chuyện lúc rõ ràng. Lúc nãy anh chị không có nói rõ rồi, tại anh chị sợ quá. Tâm lý anh chị lúc nào cũng sợ hết. Đúng phải rồi. Bình tĩnh với mọi tình huống, hiểu không? Đúng. Bình tĩnh, lúc nào cũng bình tĩnh. Nè, mấy nay nè, tao nhức mình nhức mẩy nè, tao hay ho nữa. Mà tao vẫn bình tĩnh, có gì đâu. Trời ơi, bỏ quay lại nữa rồi. Trời ơi, bây giờ mọi người nghe tôi nói vậy nè, khổ quá. Bây giờ á, quan trọng là chúng ta phải bình tĩnh. Tại vì bây giờ á, mật độ vaccine á, nó cũng đã phủ rộng khắp rồi, đúng không? Lo gì nữa, có dính đi thì cũng bị nhẹ. Nhưng mà quan trọng là mình không được chủ quan nha. Đúng rồi, quan trọng là đây tình người ở đây sớm nhỏ mà vui. Trời ơi, có dĩa xoài đây ngon quá. Thôi mình tụ hợp ăn xoài đúng rồi, đó. Đúng rồi. Lâu lắm rồi mới ăn xoài đó. Rồi tụ hợp ngồi với anh đó. Xoài này là chấm với muối nè. Còn cái này là giờ chấm với gì kia. Quá ơi. Chương trình Paris by Night Tiếu Vương Hội được bảo trợ bởi Diamond Sponsor iGel Beauty.